Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cho biết, hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt năm 2015, trong số 9 chương trình chính và 19 chương trình hưởng ứng, thì công trình Con đường Hoa Điền do công ty trách nhiệm hữu hạn Limi thực hiện được xem là chương trình mới góp phần tô điểm cho lễ hội hoa năm nay. Công trình có chiều dài gần 1.000 m trên đường Hồ Tùng Mậu, bắt đầu từ bùng bên Kim Cúc, kéo dài đến bùng bên Thủy Tạ. Con đường Hoa Điền rực rỡ sắc màu, nhất là về đêm. Công trình có một cổng chào và 10 khuôn nhạc được lắp đèn điện chiếu sáng, có chủ đề bản giao hưởng của thời gian, kết hợp với nhiều bông hoa mai anh đào khoe sắc. Hưởng ứng lễ hội Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 6 vào cuối năm 2015, đầu năm 2016, làng hoa Hà Đông, phường 8, thành phố Đà Lạt đang chuẩn bị các kế hoạch để tham gia triển lãm thành tựu nông nghiệp công nghệ cao. Tham gia phiên chợ hoa với một gian hoa trưng bày với các loại hoa đặc trưng và cao cấp của làng hoa Hà Đông. Ngoài ra, làng hoa Hà Đông còn tổ chức đón khách du lịch đến tham quan, tìm hiểu nghề trồng hoa truyền thống của người dân nơi đây với 6 mô hình hoa gồm 2 mô hình hoa cúc, 1 vườn cúc giống, hoa hồng, hoa lan và 1 tiểu cảnh. Được biết, Festival Hoa lần thứ 5 được tổ chức trước đây, làng hoa Hà Đông đã đón trên 100 đoàn khách tới tham quan du lịch. Hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 6, Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Rừng Hoa Đà Lạt đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để xây dựng công viên rừng hoa nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng lãm của du khách trong dịp diễn ra Festival Hoa Đà Lạt được tổ chức vào cuối năm nay. Được xây dựng trên quy mô rộng 2,5 hectare, công viên rừng hoa bao gồm nhiều hạng mục như khu trưng bày các giống hoa ôn đới được nhập khẩu từ Hà Lan, sở thú cây xanh gồm 100 loại hoa, cây cảnh, 20 tiểu cảnh được lắp đặt nghệ thuật, hệ thống đài phun nước, thảm cỏ in hình bản đồ Việt Nam, nhà sinh hoạt, vui chơi và nghỉ chân dành cho du khách. Đặc biệt, để tạo điểm nhấn cho công viên hoa, rừng hoa Đà Lạt đã dành 80.000 chậu hoa các loại để bố trí tại các lối đi, tạo điểm nhấn cho công viên hoa. Kinh phí để thực hiện công trình này là 3 tỷ đồng. Tính đến nay, đơn vị thực hiện đã hoàn thành được 70% tiến độ. Dự kiến ngày 20 tháng 12, công viên rừng hoa sẽ được hoàn thành, kịp đưa vào phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí dành cho khách